Hương đang ở nhà anh Phong ở bên Lancaster. Mấy anh em đang ăn bún riêu cua do chị Huệ nấu, rất là ngon. Tuyệt vời luôn. Rồi cảm ơn nha, cảm ơn Phong, cảm ơn. Có thể ăn được hai bát luôn. Và đây là Tim & Lit. Ăn một bát này và thêm một bát mắm tôm. Và cái này là kêu là quốc hồn quốc túy. Nu Việt đó, chắc cái logo của Nu Việt là cái này quá. Đúng rồi, cái này. Đó, this is how Tim & Lit nè. Ăn xong là phải uống thuốc bổ luôn. Phải uống chừng này. Spice it up đúng không? Đó. Have a good day nha. Have a good day nha. Mọi người đi ra ăn xong rồi đi ra làm việc nha. Yeah. Hôm nay là phụ nữ vùng dậy đấy. Hôm nay là chúc mừng các phụ nữ. Mọi người hát đi, hát trước khi ăn thôi nào. Mấy ông đàn ông con trai chẳng ra gì nếu không có phụ nữ bên cạnh. Đúng rồi, trời. Chí lý, chí lý. Anh mà biết định vợ dữ thế. Sao mà dữ thế? Anh mua hoa tặng chị chưa ạ? Hả? đây hôn một cái đúng không? Ok. Chúc các anh chị một ngày vui vẻ ha. Gọi là homo xe.